Chào các bạn, hôm nay tôi có mặt ở đây đang gặp phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tổ chức BPSOS. Và sau đây tiến sĩ Thắng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin mới nhất về tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay, công luận trong và ngoài nước rất quan tâm đến trường hợp của ông Y Quỳnh Bắp, một tín hữu tin lành người thượng chạy trốn sang Thái Lan vì bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp. Nhưng mới đây, tòa án Thái Lan ra phán quyết là chính phủ Thái có thể dẫn độ anh Y Quỳnh Bắp về lại Việt Nam. Vậy anh có thể cho biết cái thông tin này? Vâng, chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với vị luật sư Thái Lan đại diện cho anh Y Quỳnh Buôn Đáp ở tại tòa Thái Lan vừa qua, và hiện nay anh Buôn Đáp có được 30 ngày để mà làm kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án Thái Lan không quyết định là trục xuất hoặc là không trục xuất, mà chỉ quyết định rằng chính phủ Thái Lan có theo đúng thủ tục của đất nước Thái Lan hay không. Và tòa đã phán quyết rằng chính phủ Thái Lan theo đúng thủ tục, và sau đó là chuyển lại cái quyền quyết định cho Thủ tướng Thái Lan. Là hiện nay ở ngay tại Thái Lan ngày hôm qua thì chúng tôi có tổ chức một cuộc họp báo để mà vận động các cái tổ chức nhân quyền của Thái Lan đồng loạt lên tiếng với lại Thủ tướng Thái Lan. Đồng thời cũng ngày hôm qua thì chúng tôi đã đưa ra một cái nỗ lực vận động lấy chữ ký toàn cầu để mà gửi cho Thủ tướng Thái Lan thông qua các tòa đại sứ Thái Lan ở những quốc gia dân chủ như là Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Úc này kia vân vân, để mà tạo cái áp lực với lại Thủ tướng Thái Lan. Cái quyền quyết định, thẩm quyền quyết định có trục xuất, có dẫn độ hay không là nằm nơi Thủ tướng Thái Lan. Xin hỏi tiếp ông cái câu hỏi tiếp theo là trước khi hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo tại Berlin tổ chức, BPSOS của ông đã làm gì để có thể giúp ông Y Quỳnh Bắp không bị dẫn độ về Việt Nam? À vâng, chúng tôi có tạo ra khá nhiều những cái tài liệu để mà chứng minh rằng ông Y Quỳnh Buôn Đáp không hề dính líu gì tới khủng bố hết. Ông Y Quỳnh Buôn Đáp là một nhà đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo từ hồi còn rất trẻ. Năm 2016 đã đến Thái Lan để dự khóa huấn luyện mà chúng tôi tổ chức chung với lại cái tổ chức ân xá quốc tế. Khi mà về Việt Nam thì bị đàn áp, thành ra năm 2018 đã phải chạy ngược lại sang Thái Lan để mà lánh nạn. Và ở bên Thái Lan thì năm 2018 đã đồng tổ chức cái hội người thượng vì công lý, và cái hội này thì chúng tôi huấn luyện để mà họ hiểu rất rõ cái quyền con người, quyền công dân và cách làm báo cáo những cái vụ vi phạm nhân quyền để gửi cho Liên Hợp Quốc. Từ đó cho đến giờ thì cái tổ chức nhân quyền này đã nộp gần 200 bản báo cáo về vi phạm nhân quyền ở vùng Tây Nguyên. Chính vì vậy mà Bộ Công an Việt Nam rất ghét, rất không muốn cái tổ chức này tiếp tục, mà đã vu khống rằng ông Y Quỳnh Buôn Đáp có dính líu tới cái vụ nổ súng hồi tháng 6, 11 tháng 6 năm ngoái ở tại Đắk Lắk, nhưng mà cái đó hoàn toàn là vu khống và dựng chuyện. Thì đấy là những cái tài liệu mà tôi đã nộp cho tòa án Thái Lan. Tuy nhiên, tòa án Thái Lan lại không cứu xét về vấn đề rằng là ở Việt Nam có liệu nó bị trả về, có bị đàn áp hay không, có bị tra tấn hay không, mà lại đã giao cái thẩm quyền đó lại cho Thủ tướng Thái Lan. Thì giờ chúng tôi lại phải nộp những tài liệu đó cho chính phủ Thái Lan. Còn sau hội nghị Berlin lần này, chắc chắn tiến sĩ sẽ có nhiều việc cần phải làm để giúp ông Uy Quỳnh Bắp không bị dẫn độ về Việt Nam. Vậy ông có thể cho biết thêm những thông tin về việc này không? À vâng, chúng tôi có khá nhiều việc phải làm. Thứ nhất đó là phải tác động đến chính phủ Thái Lan, đặc biệt là Thủ tướng Thái Lan là một nữ thủ tướng vừa mới được bổ nhiệm. Có thể là có cái sự quan tâm đến cái áp lực của quốc tế, đến dư luận của quốc tế và dư luận của người dân ở tại Thái Lan. Cái việc thứ hai đó là cần phải vận động các chính phủ dân chủ lên tiếng. Cái hội nghị đang diễn ra tại Berlin là cái hội nghị của 43 quốc gia thành viên của cái liên minh quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin. Thành ra trong 2 ngày tới đây chúng tôi có cơ hội để tiếp xúc với lại những cái quan chức của những chính phủ này, chúng tôi cũng sẽ vận động. Đồng thời là phải vận động xã hội dân sự gồm nhiều tổ chức, chẳng hạn như ân xá quốc tế, xong rồi Human Rights Watch này kia vân vân, và cả những cái mạng lưới về tự do tôn giáo ở trên toàn cầu. Hiện nay nó có khoảng một chục các cái bàn tròn, nó gọi là bàn tròn đa tôn giáo, mà có mặt tại Berlin khá nhiều những vị đại diện. Chúng tôi ngày hôm qua cũng đã bắt đầu vận động để mà họ lên tiếng với các tòa đại sứ Thái Lan ở nhiều quốc gia khác nhau để tạo một cái áp lực quốc tế nhằm đẩy lùi cái áp lực và cái ảnh hưởng từ phía chính quyền Việt Nam. Bởi Thái Lan là một quốc gia
rất dễ nhượng bộ, rất dễ thỏa hiệp với lại những cái đòi hỏi của những quốc gia lân bang. Thái Lan đã từng trục xuất những người Duy Ngô Nhĩ về lại Trung Quốc chẳng hạn. Thái Lan mới gần đây cũng đã đẩy 5 người Miến Điện về lại cho chính phủ Miến Điện. Đó. Cũng đã giao trả khoảng vài trăm người tị nạn Lào, Hờ Mông đó, về lại Lào Cộng sản. Và cũng gần đây là đã giao trả 5 người bất đồng chính kiến về lại cho chính phủ Campuchia để mà đi tù. Thành ra Thái Lan rất dễ bị ảnh hưởng bởi những quốc gia lân bang. Tuy nhiên, Thái Lan cũng cần những quốc gia phương Tây, những quốc gia dân chủ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Úc này kia vân vân. Tôi đang vận động những quốc gia mà dân chủ để tạo một cái ảnh hưởng đối với lại tân thủ tướng Thái Lan. Ông có thể cho biết là vụ ông kiện chính phủ Việt Nam, tức là kiện kênh truyền hình VTV4 đã tiến triển như thế nào không ạ? À vâng, chúng tôi không chỉ kiện VTV4 mà chúng tôi kiện luôn cả VTV, cái tổ chức mẹ của VTV4. Hiện nay thì chúng tôi có hai thành phần bị đơn. Thành phần bị đơn thứ nhất là cái người đại diện cho VTV4 ở tại Hoa Kỳ và cái công ty trách nhiệm hữu hạn mà ông ta lập ra là VTV Los Angeles. Thì công ty này đã đóng cửa và cái người mà đại diện nó đã dọn về Việt Nam. Thế ra coi như là họ không còn nằm trong cái vụ kiện nữa bởi vì họ không còn hiện diện ở Mỹ. Tuy nhiên, VTV4 và VTV vẫn còn nằm trong vụ kiện. Chúng tôi đã giao cái chát tòa thông qua người đại diện của họ. Những người đại diện của họ từ chối không nhận cái chát tòa. Và cái việc kế tiếp chúng tôi phải gửi cái chát tòa đó theo cái thủ tục giữa hai quốc gia là gửi về cho Bộ Tư pháp Việt Nam. Để rồi Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ chuyển lại cho VTV và VTV4 ở Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn ông.